Em Quang Vững xin kính chào các bác. Hôm nay xin giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ Odo 30 8 côn 8 búa đến từ đất nước Pháp, được ra đời sản xuất vào những năm 1930. Có kích thước chiều cao là 64 cm và chiều ngang là 44 cm. Cái mã của chiếc đồng hồ em để là 0920 và giá chiếc đồng hồ này cực tốt, em để giao lưu các bác là 17.500 cho một chiếc đồng hồ Odo 30 8 côn 8 búa này. Bác thấy ở bên ngoài của nó một chiếc vỏ thùng tây nguyên bản bác nhé, nó được chạm trổ những cái trái đào ở bốn góc nhìn cực kỳ sang trọng. Bên dưới là kính rào, bên trên là mặt bát giác đứng số vẽ hay gọi là số in. Một chiếc thùng nguyên bản rất đẹp, nhìn này. Sở dĩ cái chiếc đồng hồ này hôm nay em không treo lên vì là ở bên kia người chơi người ta dùng cái móc treo này, là cái móc treo móc vuông này. Vì thế là hiện tại các móc treo em có móc vuông nào, vì thế em để tạm đây. Khi các bác mua sử dụng đồng hồ này thì chúng ta phải dùng cái móc vuông ấy, cái móc mỏ kia thì chúng ta treo lên thì mới được. Nó người ta làm cái đáy, người chơi đó rất cẩn thận, người ta làm thêm cái đáy này rất cẩn thận luôn. Đó. Và một chiếc đồng hồ Odo 38 côn 8 búa rất đẹp và rất tuyệt vời này. Em mở bên trong để bác nhìn cái chiếc đồng hồ bên trong này. Đó, em mở bên trong luôn. Mặt bát giác đứng số vẽ và kim hình tháp rất đẹp luôn. Em sẽ điểm chung luôn để bác thưởng thức. Chiếc đồng hồ chơi vào nhà Kensington 15 phút điểm nhập một lần. Quả lắc bác thấy người ta sơn cực kỳ đẹp luôn này. Đã ăn cùng tông màu với cái mặt số cực kỳ sang trọng. Và củ gông lòng máng 8 côn 8 búa. Cái da vỏ còn rất đẹp, em sẽ điểm chung luôn để bác thưởng thức cái chiếc đồng hồ này bác nhá. Em cho đánh 15 phút. Thấy âm thanh cực kỳ ngân nga và cực kỳ hay luôn bác. Đây, Phaseon phá răng xe. Đấy, Phaseon phá răng xe. Đấy, bác nhìn không ạ? Đó. Tại vì là em không treo nên cho nên mình mở cánh cửa ra thì cứ đổi đổ thôi các bác. Bây giờ em sẽ tháo cái máy ra và cho bác xem cái bộ máy bên trong của nó. Ồ, cái này em bắt vít chặt quá rồi nên tháo hơi khó. Em soi lại pin vào bộ máy là bằng titan bác nhé. Titan và vách xoáy, cái bộ máy mà cái chất liệu người ta thường làm máy bay bác ạ. Vì thế là cái đời này người ta cải tiến làm sang để máy titan, máy vách trắng. Đấy, hay các cụ gọi là máy vách trắng. Em sẽ tìm cái tô vít tháo luôn cái máy này ra để bác xem. Tô vít xem, bác xem, để bác xem cái bộ máy là bên trong của nó. Bác đợi em tí, em sẽ cầm cái tô vít để em tháo ra, tại vì là khi mà lắp vào thì em đã lắp chặt nó rồi. Em sẽ tháo một máy ra nhìn nhá. Ở đây có cái túi ốc này, ốc vặn này, em tháo ốc vặn ra này. Này, khi mà cẩn thận thì em lại chốt, khi mà lắp vào em chốt nó rồi. Bây giờ em tháo bộ máy nhìn để các bác nhìn rõ hơn cái bộ máy titan. Cái bộ máy được làm máy hay cái cụ gọi là máy, mọi người gọi là máy trắng, vách trắng ấy ạ. Như thế nào? Đấy, em sẽ đặt dưới cái ghế này và em soi tí bộ máy bác nhìn. Đây là bộ máy này, ba vách xoáy luôn bác nhé, một máy ba vách xoáy luôn. Máy vách trắng, ba vách trắng hay gọi là chất liệu titan, chất liệu máy bay ạ. Chất liệu này nó rất là bền và ưu điểm của nó là nhẹ nữa, bền, nhẹ. Đó.
Và bác thấy là đây là máy 30 này, máy 30 chấm đây này, số series này. Đấy. Đấy và ba vạch xoáy này. Là rất đẹp đúng không ạ? Đó, ba vạch xoáy có Odo luôn. Đó, 8 côn 8 búa của côn lòng máng, em soi kỹ bác xem. Của côn lòng máng đen. Và em xin lắp lại cái bộ máy như cũ. Em xin đặt cái điện thoại xuống dưới này. Lắp bộ máy như cũ và khi mà tra dầu thì bác lưu cho em là cứ tầm 6 tháng. Bác tra cho em một lần. Nhá, cứ 6 tháng nữa cho là em lắp tạm đấy thôi. Và em lắp vào thì tí nữa em sẽ lắp bộ máy lên sau. À, lắp ốc vào sau. Đó. Như em nói với bác là cái móc này khi mà bác sở hữu chiếc đồng hồ này kiểu như thế này, có cái móc như thế này, tính toán cái chủ nhân nó rất cẩn thận, người ta làm cái móc rất là cẩn thận, là khỏe, nó không như cái lắp bình thường, cái móc bình thường. Móc này chúng ta phải dùng cái móc vuông, chúng ta sỏ vào lên thì mới được. Đấy, chứ cái vít bắt thẳng không được, không cho vào được, phải dùng cái vít vuông, vít vuông mình chúng ta phải dùng được. Và đây này em có vững vừa giới thiệu với bác một chiếc đồng hồ Odo 38 côn 8 búa, máy vách trắng hay gọi là máy dùng titan, chơi bài nhạc Webinton 15 phút đều nhận một lần. Và đặc biệt cái vỏ bên ngoài của nó rất là đẹp, kính gạo mà bảo giác đứng, số vẽ cực kỳ trang trọng và cực kỳ quý phái. Bác nào yêu thích chiếc đồng hồ này xin gọi cho em là một cục công vững với giá 17.500.000. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý bác ở đồng hồ công vững.